Ui, lâu lâu mới về lại C1. Random thử tí nhở. Đại ca ơi, em đói quá, em nghèo quá, random cho em một trái ác quỷ đi. Thằng này nhìn tội các bạn nhỉ. Nếu như các bạn like video này thì mình sẽ đuổi cổ nó đi. Còn nếu các bạn subscribe video này thì mình sẽ random cho nó một trái ác quỷ. Furry Fruit, Furry Fruit. Được rồi, mày chờ tao tí. Ôi, cháy khói. Hả? Em không ăn đâu. Ăn mau. Không ăn đâu. Giờ thì mày có ăn không? À dạ em ăn.